dáng hài giọng nói ngân vang, pháp Phật vĩ diệu tỏa sáng mênh mang. Khi thầy giảng bài ánh mắt vui tươi, xuôi nguồn pháp thoại lại lắng buồn vui. Thời gian ơi hãy xin ngừng trôi để cho từng thầy kính yêu, vì yêu thương bước chân thầy tôi xuôi sông ngàn người rêu rắn ánh đạo môn, xóa thương đau dâng hiến vì đời tâm huyết dạng người ơn thầy khắp nơi. Nghe thầy giảng bài phiền não tiêu tan, danh lời sắc tài sâu khổ miên. Thầy giảng bài chính xác khai thông, y lành khởi niềm hạnh phúc truyền. Hãy subscribe.